Xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng ở trong chuỗi series giới thiệu về nhà đất của huyện Diên Khánh. Thì ngày hôm nay Hùng muốn giới thiệu với anh chị về một ngôi nhà rất là đẹp nằm tại xã Diên Lạc nha anh chị. Xã Diên Lạc được quy hoạch trở thành một cái phường trung tâm khi mà Diên Khánh lên thị xã. Mà cái ngôi nhà đó mà Hùng muốn giới thiệu với anh chị thì một ngôi nhà rất là đẹp nha anh chị. Đẹp về giá trị, đẹp về giá, đẹp về pháp lý luôn. Thì trước khi chia sẻ thông tin về những cái ngôi nhà đó như thế nào, bây giờ thì Hùng sẽ chia sẻ với anh chị về cái quan cảnh xung quanh trước anh chị ha. Hiện tại là Hùng đang đứng trên đây là con đường bê tông rộng 5 mét nha anh chị. Đó là con đường trước nhà. Đây là anh chị. Thì xung quanh ngôi nhà của mình á, cái vị trí của ngôi nhà thì nó rất là đẹp. Nó có tới hai mặt tiền nha anh chị. Cái hướng chính của ngôi nhà của mình đó, đây là hướng bắc đây. Đây là cái ngôi nhà mà Hùng muốn giới thiệu cho anh chị. Đây là một cái khoảng phía sau anh chị ha. Đây là một cái vùng một khoảng đất phía sau mà chúng ta có thể là sử dụng để mà chúng ta có thể là trồng các loại rau, các loại cây ăn trái nha anh chị. Bởi vì phía sau mình đây là có một cái hồ. Mà bởi vì đây là một cái hồ. Thì đây là cái vùng mà cái khoảng mà làm sau này nếu như mà có làm cái đường ven hồ thì đây là cái khoảng dự trữ còn lại anh chị ha. Thì rất là mát đúng không ạ? Anh chị xung quanh đây thấy có rất nhiều cây đúng không ạ? Cây dừa, cây bít, đúng không ạ? Cây xoài vân vân. Đây, con đường bê tông rất là sạch sẽ. Buổi chiều chúng ta có thể là ngồi đây chúng ta là chơi đúng không ạ? Cuối tuần chúng ta có thể là ra đây bạn bè, mời bạn bè mình lên đây tụ tập chơi, bù đi vân vân anh chị ha. Đó là quang cảnh về xung quanh ngôi nhà. Ngôi nhà này thì chỉ cách con đường tỉnh lộ 2 500m thôi. Đường thì anh chị đã thấy đúng không ạ? Xe ô tô đậu tận nhà. Ở đây thì chúng ta thay hồi chúng ta đậu xe ô tô, chúng ta chạy ở đây đậu phía sau hè cũng được, hay đậu bên hông cũng được, vân vân anh chị ha. Thôi bây giờ thì mời tất cả các anh chị cô chú chúng ta cùng vào nhà. Hùng sẽ giới thiệu về ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì chúng ta sẽ có là có hai phòng ngủ nha anh chị. Hai phòng ngủ, hai phòng khách, một phòng khách với hai phòng phòng vệ sinh. Nhà này thì mới xây đây nên kiểu kiến trúc rất là mới, rất là đẹp anh chị ha. Đây đó, thì cái mặt tiền chính của ngôi nhà này của mình nó rất là rộng, mà rộng là 77 anh chị ha. Thì chiều dài là gần 12m đó anh chị. Thì đất ở đây là mình đất là full thổ cư luôn, full thổ cư 100% anh chị ha. Phòng và cảnh xung quanh đây, phòng xung quanh đây, đây xung quanh ngôi nhà của mình. Nhà lô cốc rất đẹp, hướng chính là hướng bắc anh chị ha. Buổi chiều gió thổi từ hồ lên rất là mát. Rồi bây giờ thì mời anh chị đi vào nhà luôn nha anh chị. Đây là không gian chính trước nhà này anh chị. Ở đây thì chúng ta có thể là đậu rất là thoải mái về xe anh chị ha. Đây bên đây, bên đây thì đầu tiên đây kiểu này. Phía bên đây là bên hông đây, chúng ta bước vào bên bên tay trái của mình, bước vào để đi vào. Thì đây chúng ta có, đây là cái phòng thờ, không gian phòng thờ riêng anh chị ha. Thế nhưng mà chị có muốn thì chúng ta có thể là cải tạo thêm trở thành cái phòng phòng đọc sách cũng được nha anh chị. Đúng rồi. Đó. Rồi đây là chúng ta sẽ có một cái không gian, đây là không gian của phòng phòng khách ha. Bộ ghế sofa khi cô chú bán thì cô chú sẽ để lại toàn bộ nội thất này cho mình luôn. Từ ghế nội thất đến tất cả mọi thứ, TV của bạn, vâng, bộ bàn ghế cơm anh chị ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm tủ lạnh, có tủ lạnh này, điện nước ở đây thì không sợ thiếu, và ở đây sẽ chúng ta sử dụng nước máy hết anh chị. Là không gian này, không gian thì chúng ta có thể là phòng bếp chúng ta nấu đây tất cả mọi thứ. Rồi đây là cái phòng ngủ đầu tiên nha anh chị. Đây, đây là cái phòng ngủ đầu tiên. Đây đầy đủ hết. Nếu như mà anh chị chúng ta đây có chạy chạy sẵn đường máy lạnh luôn, nếu như chúng ta muốn đặt máy lạnh thì chúng ta kéo qua máy lạnh. Đây rất là, đây bên đây có cái gió rất là thoáng anh chị ha. Còn phải chúng ta thích chúng ta kéo lại rồi có mới quạt sẵn luôn. Rồi bên đây, bên đây thì chúng ta cũng phải có thêm một cái phòng phòng master, phòng mà chúng ta có thể là di chuyển, ví dụ như ba mẹ thì ở phòng bên kia, con cái ở phòng bên đây vẫn được đúng không ạ? Chúng ta có một cái phòng toilet ở đây nữa. Đây đây rất là thoáng, hầu như là phòng này cũng có cái cửa riêng hết anh chị ha. Rất sạch sẽ rồi. Ở phòng này thì có máy lạnh có đầy đủ hết nha anh chị.
Rồi chúng ta đi ra phía bên ngoài. Rồi đó, phía bên sau đây là chúng ta có thể là để máy giặt, để tất cả mọi thứ luôn, đúng không ạ? Đó, đây là không gian sinh hoạt chung, mình có toilet, đúng không ạ? Đầy đủ hết. Thì như vậy thì phòng nhà mình thì chúng ta sẽ có là hai phòng ngủ, hai toilet, chỉ hơn một phòng khách, một phòng chúng ta thì có phòng đa năng, vừa để là bàn thờ, vừa có thể là chúng ta đọc sách được, đúng không ạ? Để chỗ hợp cũng được. Yeah. Rồi ở ngoài kia thì chúng ta có thêm một cái máy nữa, đúng không ạ? Máy năng lượng mặt trời nữa anh chị. Đây. Đó. Rất là khoáng, đúng không ạ? Đầy đủ hết. Nếu như quý anh chị nào mà quan tâm không có quá nhiều thời gian để chúng ta xây dựng ngôi nhà ở thì đây là một sự lựa chọn dành cho chúng ta an cư lạc nghiệp tại một cái mảnh đất mà tương lai rất là phát triển, đúng không ạ? Phường Diên Lạc, Diên Khánh lên thị xã Diên Lạc, cách tỉnh lộ 2 chỉ có tầm 500m thôi. Thì lát nữa thì Hùng sẽ quay từ nhà ra con đường tỉnh lộ 2 này, anh chị hình dung ra cái quãng đường đi nó như thế nào. Rồi xin mời anh chị. Rồi bây giờ Hùng sẽ quay từ nhà ra đường tỉnh lộ 2 cho anh chị nha. Rồi đây là quan cảnh xung quanh này anh chị, đúng không ạ? Ở đây thì nhà cửa cái cô chú hàng xóm đó là hoàn thiện của anh chị. Đây, nhà đây xây dựng rất đẹp, nhà mái thái đúng không? Không gian rất mạnh. Xe ô tô di chuyển ở nhà đây. Để phải là chúng ta sẽ ra bóng giáp để cháu chúng ta sẽ... để cho chúng ta đi lên lại các xã Dương Phước, Diên Thọ, vân vân, quốc lộ 39, ngược lại chúng ta đi về Long Thành. Các bạn, rồi nếu như quý vị cô chú nào xem xong nội dung video này, thấy quan tâm tới cái ngôi nhà này, thì là các bạn có thể kết nối với một số điện thoại để trên màn hình để đưa quý vị cô chú chúng ta đi xem nhà. Xin cảm ơn.